Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ bước vào phần thi đầu tiên, phần thi trang phục. Áo dài xin phép được bắt đầu. Cùng với chúng tôi gặp gỡ thí sinh mang số báo danh 01, Daisy Nguyễn đến từ Việt Nam. She's a makeup artist and she loves traveling and cooking. Cô hiện là một chuyên viên makeup. Sở thích của cô là đi du lịch và nấu ăn, thưa quý vị. Một tràng vỗ tay cho Daisy Nguyễn, thí sinh mang số báo danh 01. Và đang sải bước ra sân khấu của chúng ta là Giang Trương, số báo danh 02. Cô đến từ USA và đang sở hữu việc kinh doanh online. Bên cạnh đó thì Giang Trương rất là yêu thích nấu ăn và tất nhiên là cả shopping nữa. Cùng với chúng tôi chào đón thí sinh number 3, số 3 Phương Trần đến từ Việt Nam. Sở thích của cô là chụp ảnh và làm đẹp, thưa quý vị. Và theo sau Nguyễn Sao Phương là người đẹp đến từ Thái Lan, Zara Huy. Quý vị đang theo dõi cô gái xinh đẹp làm công tác giáo dục. Cô đang là một giáo viên và yêu thích âm nhạc cũng như khiêu vũ. Một khuôn mặt rất là khả ái. Và bây giờ là thí sinh mang số báo danh 05, number 5, thưa quý vị. Tracy Nguyễn đến từ Singapore. Cô hiện là professional model, thưa quý vị, sở thích của cô là ca hát và du lịch. Và theo ngay sau đang bước ra sân khấu, đó là thí sinh đến từ Việt Nam, Đào My Lê. Đào My Lê đang là một dancer, bạn yêu thích việc làm đẹp và đi du lịch. Và bây giờ là thí sinh mang số báo danh 07, Lina Nguyễn đến từ USA. Number 7, she's a professional model from USA. Cô hiện đang là một người mẫu chuyên nghiệp, sở thích của cô là làm đẹp và mua sắm. Beauty and shopping. She's a professional model, thưa quý vị. Ra sân khấu của chúng ta, đó là Bonus Trần đến từ Thái Lan. She's a beauty queen, model, and she loves singing, music, and dancing. Cô là một người mẫu chuyên nghiệp, một beauty queen, yêu thích việc ca hát, âm nhạc và hội họa. Và bây giờ là thí sinh mang số báo danh 09, Bethany Nguyễn đến từ Việt Nam. Cô hiện đang là một nhà thiết kế, sở thích của cô là mua sắm và làm đẹp, thưa quý vị. Và theo sau Nguyễn Xuân Phương đó là Hoàng Quang Mai đến từ đất nước đảo quốc sư tử, Singapore. Công việc chính của cô là một DJ, ngoài ra cô còn rất yêu thích việc tập gym. She's a DJ from Singapore and she loves to go to gym and work out every day. Cùng chúng tôi chào đón thí sinh mang số báo danh 11, Melanie Chan đến từ USA. Cô hiện đang là một doanh nhân, sở thích của cô là gặp gỡ những người bạn bè mới và chia sẻ những kinh nghiệm về làm ăn. She has a business and she loves to meeting new friends and like see social girls. Tiếp theo cũng là một quý cô xinh đẹp đến từ USA. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho Hannah Lê. Cô hiện đang là một doanh nhân, yêu thích việc du lịch và shopping. Vô cùng xinh đẹp, thưa quý vị, đó chính là thí sinh Hannah Lê của chúng tôi.
chúng tôi chào đón thí sinh mang số báo danh 13 Polly Nguyễn đến từ USA. Và tiếp theo cũng là một người đẹp đến từ USA. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Christine Thi Hằng. Quý vị đang theo dõi những sải bước của một doanh nhân và cô yêu thích việc làm từ thiện cũng như là du lịch. Rất ấn tượng phải không ạ? She's so beautiful. Thưa quý vị, một tràng pháo tay. Và bây giờ chia tay với thí sinh mang số báo danh 14 cùng với chúng tôi gặp gỡ với thí sinh mang số báo danh 15 Mai Liên Vũ đến từ USA. Cô hiện đang là một doanh nhân rất thành đạt. Thưa quý vị, sở thích của cô là du lịch, mua sắm và làm đẹp. Vâng, thưa quý vị, cô ấy là một doanh nhân thành công. Tuy nhiên để mà sải bước ở những bước đi đẹp như vậy là mất rất nhiều thời gian để tập luyện, cho nên rất xứng đáng để quý vị tặng cho cô một tràng pháo tay lớn hơn nữa mà. Và mang số báo danh số 16 đó là Nguyễn Thị Thùy Linh đến từ Việt Nam. Quý vị đang ngắm nhìn một cô gái đang kinh doanh spa, cô yêu thích việc du lịch và shopping. Cùng với chúng tôi chào đón thí sinh mang số báo danh 17 Võ Thị Trang đến từ Việt Nam. Cô hiện đang là một trong những người quản lý những vũ công. Sở thích của cô là mua sắm và đi du lịch. Thưa quý vị, Võ Thị Trang số báo danh 17. Và bây giờ là những chàng nam gương của chúng tôi. Thưa quý vị, số báo danh 18, Chấp Nguyễn. Bạn đến từ Thái Lan và là một người mẫu chuyên nghiệp. Bạn có yêu thích ở việc nhảy múa. Và bây giờ là thí sinh mang số báo danh 20, Hoa Lu đến từ USA. Hoa Lu hiện đang là một sinh viên. Sở thích của anh là du lịch. Theo sau Khoa Lưu là Hiếu Hiêm Trần đến từ Việt Nam. Hiện nay bạn đang là một diễn viên chuyên nghiệp, yêu thích việc đọc sách và du lịch. He's an actor and he loves reading books and traveling. Và bây giờ là thí sinh mang số báo danh 22, Giang Phan, USA. Giang Phan hiện đang làm người mẫu tại Đức Quốc, thưa quý vị. Anh rất là thích nhạc rock, rất thích thể thao và rất là thích nấu ăn. He is a model from German. He loves rock climbing, sport and cooking. Và đang bước ra sân khấu của chúng ta, xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Dice Nguyễn đến từ Taiwan. Hiện đang bạn đang làm công tác huấn luyện thể hình, yêu thích việc đọc sách và nấu ăn. He's body trainer, he loves reading and cooking. Và bây giờ cùng với chúng tôi chào đón thí sinh mang số báo danh 24, Chuck Lee đến từ Singapore. Thưa quý vị, he's the owner of the business and he loves reading and cooking. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh mang số báo danh 25, Phúc Hô Trần đến từ Việt Nam. Bạn hiện đang là sinh viên, yêu thích thể thao, âm nhạc và công việc của một DJ. Cùng với chúng tôi chào đón thí sinh mang số báo danh 26, Kết Nguyễn đến từ Việt Nam. He's the owner of the business, he loves acting and material art. Anh hiện đang là chủ của một cơ sở thương mại và sở thích của anh là đóng phim, cũng như anh rất là yêu thích những bộ môn nghệ thuật, thưa quý vị.
Xin hãy chào đón chàng trai khôi ngô tuấn tú tiếp theo. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến Võ, mang số báo danh 27, đến từ USA. Anh đang là một diễn viên chuyên nghiệp, yêu thích việc nấu ăn và đọc sách. Và bây giờ là thí sinh mang số báo danh 28, Phúc Toàn đến từ Việt Nam. Phúc Toàn hiện đang là một doanh nhân, sở thích của anh là ca hát và du lịch thưa quý vị. Theo sau Phúc Toàn cũng là một gương mặt đến từ Việt Nam. Xin hãy chào đón Huỳnh Công Luận. Bạn là một nhân viên ngân hàng nhưng lại rất là yêu thích việc ca hát, hát rất là hay và đặc biệt rất thích tập gym. Vâng thưa quý vị, bước ra sân khấu của chúng tôi đó chính là Trần Trung Tín đến từ Việt Nam. He from Vietnam and he has business. He loves swimming and going to gym. Xin một tràng vỗ tay cho tất cả các thí sinh của chúng tôi trong phần thi trang phục áo dài.